Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Tỉnh Lào Cai sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để sớm phục hồi kinh tế sau thiên tai, đảm bảo mức tăng trưởng năm nay đạt trên 7%. Trên 6.800 tập thể cá nhân, các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ số tiền trên 300 tỷ đồng giúp Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai. Trời tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lở cao. Các ngành chức năng, các địa phương đang khẩn trương di dời những hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng ra nơi ở tạm an toàn. Quan tâm chăm lo cho người cao tuổi ở vùng dân tộc thiểu số. Trong phần tin trong nước và quốc tế, nhiều hoạt động chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Bolivia tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc để sớm phục hồi kinh tế sau thiên tai, đảm bảo mức tăng trưởng năm nay đạt trên 7%. Theo báo cáo của Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm nay đạt 7,7%. Con số này tăng cao so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi trong phát triển kinh tế của tỉnh, nhất là ở một số lĩnh vực trụ cột như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, xuất nhập khẩu, thu ngân sách. Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 3 gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến việc hoàn thành chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng trên 10% của năm. Sau khi phân tích những khó khăn, chỉ rõ những điểm sáng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương cần dồn sức để sớm phục hồi kinh tế, đảm bảo mức tăng trưởng trên 7%. Để đạt được mục tiêu này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ những rào cản về cơ chế, chính sách, nhất là lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, đẩy mạnh công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư đủ năng lực, đầu tư dự án lớn có sức lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 sớm khôi phục sản xuất. Ngày 1 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo đề án sửa đổi bổ sung quy định 212 của Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Sự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Hội nghị đã khẳng định việc sửa đổi quy định 212 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện là cần thiết, đáp ứng yêu cầu về xây dựng tổ chức bộ máy, hoàn thiện hệ thống chính trị trong tình hình mới. Theo dự thảo đề án sửa đổi, quy định 212 vẫn giữ nguyên gồm 3 chương, 11 điều, có sửa đổi một số điều khoản cụ thể cho phù hợp với thực tế. Góp ý vào dự thảo sửa đổi, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu kiện toàn sắp xếp bộ máy, bổ sung biên chế các đơn vị sự nghiệp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, bổ sung quy định mối quan hệ công tác giữa đảng đoàn với các cơ quan cùng cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, đề xuất hợp nhất thí điểm cơ quan văn phòng của các tổ chức cơ quan đoàn thể này, xây dựng mô hình phương thức hoạt động phù hợp của các đơn vị sự nghiệp như Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Trung tâm Phát triển Phụ nữ. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đại biểu, đề nghị tổ biên tập xây dựng đề án tiếp thu các ý kiến đóng góp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư, hoàn thiện dự thảo để quy định số 212 được ban hành đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả. Tính đến 15 giờ ngày 1 tháng 10, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ của trên 6.800 tập thể, cá nhân, các cơ quan doanh nghiệp với số tiền trên 300 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ 180 tỷ đồng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ 120,8 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiếp nhận tiền mặt và thông qua tài khoản cấp huyện là 36,8 tỷ đồng. Cấp xã phường, thị trấn tiếp nhận trực tiếp 15,3 tỷ đồng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp nhận và điều phối khoảng 512 đoàn ủng hộ, gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm, ước giá trị khoảng 39,1 tỷ đồng. Nhiều đơn vị mạnh thường quân cũng trực tiếp đến ủng hộ nhân dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại tỉnh Lào Cai được triển khai tại các huyện nằm trong chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tại Lào Cai giai đoạn 2019-2024, gồm Bảo Yên, Bát Sát, Mường Khương và hai huyện bị thiệt hại nặng khác là Bắc Hà và Simacai, với khoảng 1.550 hộ hưởng lợi. Dự án gồm các hoạt động cơ bản như thực hiện mô hình sinh kế cho các gia đình, bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo điều kiện học tập cho trẻ em. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 10 tỷ đồng, thời gian triển khai từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2024. Mưa lớn kéo dài tại một số địa phương những ngày qua, trong khi mô hình độ ẩm đất đã đạt mức bão hòa, khiến nguy cơ sạt lở đất đá nơi đồi dốc và ngập úng vùng trũng thấp tăng cao. Với phương châm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân là trên hết, các ngành chức năng, các địa phương đang khẩn trương di dời những hộ dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao ra nơi ở tạm an toàn. Phóng sự thực hiện tại phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Phát hiện vết nứt rộng khoảng 40cm trên quả đồi ngay sau khu dân cư, có nguy cơ sạt xuống bất cứ lúc nào. Hơn 20 hộ dân ở khu dân cư số 2, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Đằng sau đồi ấy, nó bây giờ nó nứt, còn quả đồi nó nứt thành 3 thớt rồi. Mà bây giờ trời, đấy là hôm chưa mưa đấy, còn bây giờ nó mưa suốt từ hôm qua hôm nay, thì chắc là bây giờ nó sạt nhiều lắm. Nguy cơ từ ngày 29 tháng 9 vừa rồi, thì chúng tôi đã di chuyển. Chúng tôi ở đây rất là thấp thỏm, chúng tôi không biết là cuộc sống của bà con như thế nào. Tôi mong các cấp chính quyền hãy cố gắng để khắc phục cho bà con. Qua rà soát, thành phố Lào Cai hiện có hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp do ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Trước mắt, các hộ được bố trí ở tạm tại các nhà văn hóa, trụ sở xã, phường cũ hoặc ở nhờ nhà người thân. Về lâu dài, cấp ủy chính quyền địa phương đang khảo sát quy hoạch, tìm khu vực an toàn để bố trí tái định cư cho dân. Tuy nhiên, công việc này cũng cần có thời gian để triển khai và xin ý kiến của nhiều đơn vị. Báo cáo lên tỉnh để điều chỉnh một số các cái khu đất, điều chỉnh cái đấy để sắp xếp cho các hộ dân. Bây giờ thì trước mắt là chỉ có hỗ trợ 3 triệu một hộ để thuê nhà thôi. Chứ còn các cái liên quan đến chính sách mà phải thu hồi đất mà do sạt lở bão lũ thì là phải đợi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Toàn tỉnh có khoảng 800 điểm sạt lở đã được dự báo, cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ thiên tai. Sau bão số 3, trước những diễn biến tiêu cực của thời tiết, các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả những nơi có nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là dọc các tuyến đường giao thông và khu vực đồi núi, có phương án hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di chuyển tới nơi ở mới an toàn, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Lào Cai đã tổ chức chiến dịch tuyên truyền, lồng ghép cung cấp dịch vụ khám sức khỏe, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp tại 66 xã, với hơn 9.000 người cao tuổi được hưởng lợi. Ngành y tế cũng tích cực triển khai việc khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi khuyết tật, cô đơn, không thể đến cơ sở khám chữa bệnh, lập hồ sơ theo dõi, quản lý và khám sức khỏe cho gần 63.000 người cao tuổi, 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình cộng đồng. Hội người cao tuổi tỉnh đã phối hợp với ngành y tế triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, lồng ghép trong sinh hoạt của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở các địa phương, giúp người cao tuổi được quan tâm, chăm sóc toàn diện về vật chất, sức khỏe và tinh thần. Ngày 1 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hội thảo tăng cường hoạt động nhằm duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh trên địa bàn tỉnh năm 2024. Dù đã duy trì được thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh, nhưng hàng năm trên địa bàn tỉnh vẫn ghi nhận ca mắc và tử vong. Từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2024 đã ghi nhận 35 trường hợp mắc và 5 trường hợp tử vong do uốn ván sơ sinh. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung bàn các giải pháp nhằm duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh trên địa bàn toàn tỉnh, trọng tâm là tăng cường tỷ lệ tiêm chủng cho phụ nữ có thai, rà soát vùng nguy cơ, truyền thông vận động, bảo đảm duy trì tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, tiêm vaccine uốn ván cho phụ nữ có thai, tiêm vaccine có thành phần uốn ván cho trẻ đạt thấp nhất 90%.
Thưa quý vị, Lào Cai hiện có khoảng hơn 62.000 người cao tuổi, trong đó số người từ 60 đến 79 tuổi chiếm 86%. Những năm qua, công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi, nhất là ở vùng cao, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số luôn được tỉnh Lào Cai chú trọng thực hiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ghi nhận về công tác này tại thị xã Sapa. Không quản đường xa, bác sĩ Hoàng Quốc Triển, phó trạm trưởng trạm y tế xã Ngũ Chỉ Sơn cùng các đồng nghiệp thường xuyên có mặt tại gia đình những người cao tuổi đi lại khó khăn, ốm đau để khám sức khỏe tổng quát và tư vấn cho người nhà cách chăm sóc các cụ. Mình cao tuổi thôn nhưng mà cảm ơn bác sĩ đến nhà khám bệnh cho ông. Bà là được yên tâm. Những người già mà không đi lại được thì chúng tôi sẽ đến tận nhà thăm khám. Mà mục đích của chúng tôi là cũng mong muốn là để đảm bảo cái sức khỏe cho người dân, những người già để phát hiện được ra những cái bệnh nền của mình để sớm được điều trị. Thị xã Sapa hiện có hơn 5.000 người cao tuổi. Cùng với các chính sách hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi của nhà nước, ngành y tế thị xã thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp và tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi. Đặc biệt, hơn 3.600 người cao tuổi đã được lập hồ sơ theo dõi chăm sóc sức khỏe. Để nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thì Trung tâm Y tế thị xã Sapa thường xuyên chỉ đạo các trạm y tế xã phường ngoài cái khám định kỳ thì còn khám trong các đợt để cho những đối tượng là thuộc người cao tuổi thì thường xuyên được quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề già đi với phẩm giá, tầm quan trọng về tăng cường hệ thống chăm sóc và hỗ trợ cho người cao tuổi trên toàn thế giới, Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi năm nay được ngành y tế các địa phương trong tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, giúp cải thiện thể chất và tinh thần cho người cao tuổi, tạo động lực để người cao tuổi sống vui, sống khỏe với gia đình và cộng đồng. Tiếp theo chương trình, ý nghĩa dự án phục dựng ảnh liệt sĩ. Trung Quốc công bố trang phục cho phi hành gia đổ bộ mặt trăng. Nhiều hoạt động chương trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô được tổ chức tại các điểm di tích trên phố cổ Hà Nội trong những ngày tới. Theo đó, trưng bày ký ức Hà Nội 70 năm tái hiện không gian Hà Nội xưa trong khu phố cổ Hà Nội giai đoạn toàn quốc kháng chiến của quân và dân Hà Nội tới ngày tiếp quản thủ đô sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 10 tại không gian bích họa Phùng Hưng. Tối ngày 19 tháng 10, tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, biểu diễn âm nhạc truyền thống của nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc. Trước đó, triển lãm trực tuyến, chủ đề Hỡi đồng bào thủ đô và trưng bày các tư liệu tiêu biểu của triển lãm đã được triển khai tại nhà khách chính phủ. Tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm có triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi diễn ra từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 10. Từ các bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết không còn nguyên vẹn. Thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sĩ được tái hiện lại chi tiết với đầy đủ màu sắc và sẽ được tình nguyện viên của dự án phục dựng ảnh liệt sĩ trao tặng lại cho các gia đình. Thời gian vừa qua mình hưởng ứng cái kêu gọi của Thành đoàn Hà Nội về việc kêu gọi các cái cá nhân có năng lực có thể là tham gia vào cái chương trình của Thành đoàn Hà Nội để hỗ trợ phục hồi các ảnh cũ của các gia đình liệt sĩ. Đến hiện nay thì nhóm Màu Hoa Đỏ của chúng tôi đã có hơn 23 thành viên, trong đó tính thời gian từ tháng 7 năm 2024 đến nay thì nhóm chúng tôi đã phục dựng được hơn 300 tấm hình của các gia đình liệt sĩ và đã được đại diện Thành đoàn Hà Nội đã trao cho các gia đình. Những bức ảnh của các liệt sĩ đã nhuốm màu thời gian được các tình nguyện viên chỉnh sửa, phục dựng lại, sử dụng công nghệ AI thành những di ảnh rõ nét, màu sắc sống động. Khi những món quà vô giá này được trao tặng, gia đình thân nhân các liệt sĩ rưng rưng xúc động. Bây giờ thấy cảm thấy các chú đến đây là cuối cùng là tôi rất là cảm ơn mà thấy xúc động quá. Thế cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn. Dự án đầy ý nghĩa mang tên Phục dựng di ảnh liệt sĩ được Thành đoàn Hà Nội khởi xướng triển khai từ đầu năm nay. Đến nay đã có hơn 1.200 thân nhân gia đình các liệt sĩ đăng ký phục dựng ảnh liệt sĩ. Dự án đặt mục tiêu phục dựng toàn bộ ảnh được đăng ký từ các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thủ đô. Dự kiến sẽ có khoảng từ 3.000 đến 5.000 ảnh liệt sĩ được phục dựng.
sư công nghệ của Hiatech cũng sẽ xây dựng một cái hệ thống để quản lý các cái ảnh của các gia đình mà có nhu cầu phục chế ảnh liệt sĩ, phục vụ cho các bạn tình nguyện viên, các bạn có thể đăng nhập vào để biết được là cái ảnh nào đang tình trạng xử lý ra sao, từ đấy phục chế được nhanh nhất và mang lại cái chất lượng tốt nhất cho cái ảnh phục dựng đó. Những giọt nước mắt xúc động, những nụ cười rạng rỡ của thân nhân các gia đình liệt sĩ khi nhận lại những bức ảnh rõ nét. Hình ảnh của những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, bỏ lại máu xương nơi chiến trường sẽ lưu giữ không chỉ với gia đình họ, mà qua dự án ý nghĩa này đã thể hiện sự tri ân, truyền thống uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ. Tin quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Israel, nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp ngoại giao để hạ nhiệt xung đột giữa các bên. Hai bộ trưởng đã thảo luận về diễn biến an ninh và chiến dịch quân sự của Israel. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh lập trường của Washington ủng hộ quyền tự vệ của Tel Aviv, cũng như việc đảm bảo phong trào Hezbollah ở Liban không thể tiếp tục tấn công các cộng đồng ở miền Bắc Israel. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành quốc phòng Mỹ cũng khẳng định tầm quan trọng của một giải pháp ngoại giao và giúp người di tản của cả hai bên có thể trở về nhà an toàn. Giới chức Liban cho biết các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua tại thủ đô Beirut, các khu dân cư miền Bắc và miền Nam đã khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và 172 người bị thương. Tổng thống Bolivia đã công bố tình trạng thảm họa quốc gia do các đám cháy rừng nghiêm trọng ảnh hưởng đến khu vực phía đông của nước này. Theo quyết định, chính phủ Bolivia sẽ quản lý và thực hiện hợp tác quốc tế để ứng phó với thiên tai, đồng thời thông qua điều chỉnh ngân sách để dập tắt đám cháy rừng và triển khai kế hoạch tái thiết sau thảm họa. Do nhiều nguyên nhân khác nhau như hạn hán nghiêm trọng và hoạt động đốt phá do con người gây ra, các vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra ở nhiều nơi. Tính đến cuối tháng 9, hơn 7 triệu hecta thảm thực vật trên địa bàn tỉnh này đã bị đốt cháy, vượt qua cả mức ảnh hưởng của trận cháy rừng lớn vào năm 2019, với hơn 5 triệu hecta rừng trên cả nước bị thiêu rụi. Ngày 30 tháng 9, chương trình Lương thực Thế giới cho biết Haiti đã đánh dấu một cột mốc đáng buồn khi số người phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng hiện đã lên tới một nửa dân số cả nước. Theo báo cáo do Cơ quan Điều phối Quốc gia về An ninh Lương thực của Haiti, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO và Chương trình Lương thực Thế giới Liên Hợp Quốc WFP thực hiện, khoảng 5,4 triệu người trên tổng số hơn 11 triệu dân của Haiti đang phải vật lộn với cái đói, đạt tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu. Nhiều trẻ em ở hòn đảo này đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cần phải nhập viện. Theo thang đo phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp IPC, có 6.000 người ở Haiti đang ở giai đoạn 5, mức nghiêm trọng nhất trên thang phân loại. Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố bộ đồ vũ trụ được thiết kế đặc biệt dành cho phi hành đoàn thực hiện sứ mệnh chinh phục mặt trăng vào năm 2030, vốn được xem là một cột mốc mới trong chương trình vũ trụ của nước này. Thiết kế do Cơ quan Hàng không Vũ trụ có người lái Trung Quốc công bố có màu trắng với sọc đỏ nổi bật. Bộ đồ được chế tạo từ vật liệu có khả năng bảo vệ các phi hành gia khỏi nhiệt độ khắc nghiệt của mặt trăng cũng như bức xạ và bụi, trong khi cho phép các nhà du hành khả năng linh hoạt để thực hiện các nhiệm vụ. Việc công bố mẫu thiết kế trên đánh dấu bước tiến lớn của Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho các sứ mệnh có phi hành đoàn lên mặt trăng trong tương lai. Bún song thần là đặc sản của làng nghề An Thái, tỉnh Bình Định. Đây là món bún dân dã làm từ đậu xanh đặc sản nước tiếng khắp cả nước, với hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Những hình ảnh về nghề làm bún song thần trong một góc nhìn cuộc sống sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn nghề truyền thống này. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.